Rồi em chào toàn thể quý anh em. Thì hôm nay em cũng được anh em ủng hộ đâu mười mấy 20 đơn á, là tất cả đều em giao qua chành xe cho anh em hết, Phương Trang, Tô Châu với Huệ Nghĩa đó. Thì cũng như lời nói với anh em ở mọi clip hôm rồi, mấy clip hôm rồi, thì ở thời điểm hiện tại bây giờ thì bên giao hàng sẽ không, em sẽ không nhận nữa, em sẽ không nhận giao hàng tận nơi nữa nha anh em đó. Em chỉ nhận giao hàng qua chành xe đó, Tô Châu, Phương Trang đó, là hai chành xe đó, là hai chành xe phổ thông mà anh em mình hay dùng đó, và cũng chỉ nhận qua một hình thức thanh toán đó là chuyển khoản nha, chứ không em không có ship code nữa nha anh em nha, mong anh em thông cảm. Thì cũng nói với anh em là cả năm em cũng ship code cho anh em rồi, em chỉ xin anh em mùa Tết này là em không ship code thôi, và em cũng chỉ bán hàng với anh em là vài ngày nữa thôi, giao lưu với anh em được vài ngày nữa thôi, đâu hôm nay là 24 rồi phải không anh em, chỉ hai ngày nữa thôi, ngày mai với ngày mốt nữa em cũng nghỉ Tết. Thì mùng 6 bắt đầu em khai trương em bán lại đó, mùng 6 em khai trương em bán lại, thì mong được sự ủng hộ của quý anh em ha. Thì hôm nay em cũng hàng thì giao đi cho anh em hết rồi nha, bây giờ 3:30 gần 4 giờ chiều rồi, em cũng còn một số phụ tùng, hàng này là hàng căng để cho anh em mình vô xe đẹp, thì em mua được. Thì có một số sản phẩm thì em gọi là không có chuyên pha, không có chuyên khoa của em đó, không có thuộc về chuyên khoa của em, thì em cũng xin bán xã để em thu cái nguồn vốn về để mà em làm công việc khác của em đó, em làm công việc khác của em. Thì video này em tiếp thị với anh em một số phụ tùng tồn kho và new thái mới nha, new thái mới nhưng mà hàng cũng hiếm chứ không phải là hàng có đại trà nha anh em. Rồi bây giờ em xin đi vô chi tiết luôn. Thì đầu tiên á, thì em xin tiếp thị với anh em là một cái vỏ đầu quay thái 204, vỏ đầu quay thái 204, hàng full hộp nha anh em, mới khui ra luôn. Mua lâu rồi, mua là để dành chung làm với cái dự án này nè anh em, làm chung cái dự án này nè, mua làm cái dự án là cái mua cái lồng quay thái 204 hàng tồn với cái vỏ đầu quay thái 204 để làm dự án này nè. Nhưng mà cuối cùng bây giờ là nè, chiếc 110 của em ráp xong rồi đó, chiếc 110 của em ráp xong rồi, bây giờ chiếc 110 của em cũng ráp xong, bởi vì bây giờ thôi không có nhu cầu sử dụng thì em bắt lại giá rẻ cho anh em luôn nha đó. Quay thái 204 hàng Vinh chính hãng là Thái Lan nha anh em, hàng này nó cũng ít người bán chứ không phải nhiều, do giá nó cao lắm anh em, giá nó cao lắm đó. Thì cái vỏ đầu quay thái 204 này á, chưa có bộ ba nắp, chưa có cặp nắp xúc bắp, nó chỉ bao gồm một cái sọ đầu như thế này, một cái sọ đầu như thế này anh em, hàng Vin chính hãng không ra Thái Lan, mới 100% chưa từng được sử dụng đó. Nó chỉ có một cái sọ đầu như thế này, không có nắp cánh bướm, không có nắp bốn lỗ, không có nắp tròn và không có cặp nắp xúc bắp phía trên, không có xúc bắp nha, chỉ có cái vỏ đầu không nha anh em. Anh em mua hàng thái mới là nó vậy đó. Và đặc biệt á, cái vỏ này khi anh em mua em sẽ tặng cho anh em cái ống hơi đen của quay thái 204 luôn, này đúng Vin luôn nha anh em, đúng ống hơi đen Vin luôn nha đó, đúng ống hơi đen Vin của quay thái 204 luôn nha anh em, chứ anh em mua cái vỏ mới là không có cái ống hơi này đâu, anh em mua cái vỏ mới không có cái ống hơi với băng ốc ở đâu nha anh em đó. Thì đây nè, hồi lúc trước á thì em nói thiệt với anh em luôn là cái vỏ đầu này em mua không á, cái vỏ này không á nha, cái vỏ không như vậy nè, là chưa có cái ống hơi đen này là em mua 2,8 triệu, rồi anh em người ta tặng cho em thêm cái ống hơi đen nữa, tại vì em định về em xài, thì nói chung anh em chia vừa, anh em sẽ chia giá dễ dùng đó. Em mua 2,8 triệu mà giá hiện tại bây giờ trên thị trường nó cũng khoảng tầm độ đó, nếu luôn cái ống hơi đen này thêm 150 ngàn nó cũng ra tầm 3 triệu, 2,950 triệu, 3 triệu đó. Thì bây giờ em bắt lại giá rẻ cho anh em luôn, em không có nhu cầu sử dụng, em bán ra để mà em lấy lại cái nguồn tiền của em làm công việc đó. Em nói trước nha, hiện tại thì em đã nói không nhận ship code nha, chỉ nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đủ nha anh em. Rồi em cũng nhận ship qua chành xe chứ em không có nhận thì anh em cũng biết rồi đó. Có một số anh em alo em, Hậu ơi anh mua hàng, ok anh mua gì? Xong rồi em hỏi địa chỉ anh em giao không được, anh em hẹn anh em mùng 6 anh liên hệ em giao lại. Mùng 6 anh liên hệ với em chốt đơn em giao cho anh em. Đó chứ em cũng không có nhận cọc trước nữa. Đó, trong năm là em không có thích nợ nần anh em, qua đầu năm đi bình tĩnh. Trong năm là không có thích nợ nần. Đó. Thì cái vỏ đầu quay thái 204, đầu mã đầu ET nha anh em. Đây mã đầu ET30. Đây mã đầu ET anh em. Mã đầu ET ha, mã thái ha, quay thái 204 ha. Cái vỏ đầu quay thái 204, hàng Vin chính hãng không ra Thái Lan, mới 100% chưa từng được sử dụng. Chưa sử dụng nha anh em, mới 100% nha. Đó, nó như vậy đó. Thì em giao cho anh em lại giá 2,6 triệu, nói chung là em pass lỗ lại cho anh em luôn 2,6 triệu. Tại vì em không có nhu cầu sử dụng mà nó không có vô chuyên khoa của em nữa thôi. Bây giờ em bán ra luôn, em lấy cái nguồn tiền của em đang em làm công việc khác đó. 2,6 triệu, chỉ nhận thanh toán qua hình thức chuyển khoản đủ nha anh em đó. Anh em nào cảm thấy mình đủ tin tưởng mình hả mua,
Để mất công anh em mình cái số tiền đó nói chung á nó 2,6 triệu, em biết anh em mình làm cực khổ mới có, nhưng mà có một cái là em không có muốn anh em mình nghi ngờ lẫn nhau. Ừ, thằng này nó lừa gạt, nó nhận tiền nó không gửi hàng. Trời ơi anh em, thật sự mà nói cũng có trường hợp đó, cũng có đó chứ không phải không có, nhưng mà thật sự anh em tính đi, cái kênh của em á lập ra từ lúc một người cho tính bây giờ là gần 13.000 người rồi, gần 13.000 người rồi anh em đó, gần 13.000 người rồi. Em không có đi lừa gạt anh em gì nhiêu đó, em đâu có sống được cả đời đâu. Nó em còn cái nghề này nó còn theo em đó, cái nghề này nó còn theo em, nó là nguồn sống của em mà, em đâu có ngu dại gì em làm cái chuyện đó đó. Có lẽ trong quá khứ em đã mắc một số sai lầm, nhưng mà em hiện tại bây giờ em tự tin em nói rằng với anh em là em không bậy bạ với bất cứ một anh em nào hết, có sai em nhận đó. Trời ơi nó bán anh em ơi, mấy cái đồ zin nó bán lắm nghe anh em đó. Vỏ đầu quay thái 2,4, hàng zin chính hãng không ra Thái Lan. Em giao luôn cái co đen, tặng luôn co đen cho anh em luôn nha. Bát lại giá lỗ cho anh em 2,6 triệu nha. Rồi cái sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến quý anh em, thì nếu như anh em nào mà chơi được combo này thì tuyệt vời ha, đúng chất của nó luôn, đúng đồ nó luôn đó. Nè anh em thấy cái màu tồn với màu zin mới nó khác nhau không? Đây anh em, nè cái lồng tồn nè với màu nhôm zin mới nè, anh em thấy nó khác nhau không? Sao mà giống được? Nó nếu mà giống thì nếu mà giống như thì nếu mà giống nhau thì kiểu như là thiên hạ để đại loạn rồi nè. Anh em thấy cái màu nó khác nhau không? Đó. Thì cái này anh em ráp lên xài một thời gian, khi mà nó đóng bụi rồi nó sẽ điều màu lại. Đặc biệt là cái đầu bò này nó sẽ cái nhôm sần này á, nó sẽ mau xuống màu hơn cái nhôm mịn này. Đó, ok ha. Rồi. Nếu như anh em nào set up được cả bộ này thì tuyệt vời. Đó. Tiếp theo em bán một cái lồng quay thái 2,4, hàng tồn kho. Lồng này lồng tồn kho nha anh em, lồng quay thái 2,4. 97 cm khối KFM. Gạch 14 đó. Lồng quay thái 2,4, hàng tồn kho, mới 100% chưa xài. Lồng ở tăng đa nha anh em, mới mà 100% chưa xài, lồng tồn mà. Lồng này anh em đừng có so sánh với lồng niêu thái mới nha, chất lượng thì nó khác hơn nhiều nha anh em. Nó cũng đừng có so sánh với lồng alpha, cũng tội nghiệp cho em đó. Lồng quay thái 2,4 tồn kho, mới 100% chưa xài đó. Bán cái lồng này thì em tặng kèm cho anh em cái trái tồn luôn nha. Trái này trái tồn luôn nha anh em. Tồn đất cao 2,6, 2,7, 2,8 rồi đó. Quay thái 2,4 nè. Quay alpha rồi đó, rim lùng rồi đó, anh em xài vô tư nha. Tồn đất cao nha anh em. 2,0 mấy nha. Đây. Trái ếch tăng đa mới. Chưa xài. Dính gì trời? Dính cái gì không biết nữa. Đó. Trái tồn ở tăng đa mới chưa xài, ba gảnh nhớt anh em, đây thêm gảnh nhớt nữa nha. HFA đó, anh em vô nó đúng bài luôn đó. Thì cái lồng này em bán cho anh em cái lồng với trái luôn á, em bán cho anh em giá 2 triệu. Lúc trước em mua cái lồng không giá 2 triệu đó anh em, cái lồng này không, lúc trước em mua là 2 triệu đó. Bây giờ em bán cho anh em lồng trái luôn 2 triệu đó. Em không có nhu cầu em sử dụng thì em bắt lại giá hợp lý cho anh em luôn nha. Anh em nào chơi được thì mình chơi. Em nói trước với anh em nha, cái giá này em đã nét hết mức rồi, anh em đừng trả giá nha. Em nói thẳng, em đúng giá này em mới bán, còn không đúng thì thôi, không sao đó. Anh em đừng trả giá nha, nói chung anh em mình trả giá mất công mất vui chứ không có gì hết trơn á. Rồi cái vỏ đầu này thì 2,6 triệu, cái lồng này thì 2 triệu. Tiếp theo ở đây em còn được một cái vỏ đầu quay thái 110, hàng tồn kho, hàng tồn kho đời 2,1 nha anh em. Vỏ đầu quay thái 110, hàng tồn, đắt 2,1 triệu. Vỏ đầu quay thái nha, mã đầu ET16 nha. Này bán giùm ông anh thôi, chứ em thì nói chung em cũng không có gành cái đầu tồn này gì mấy. Vỏ đầu quay thái 110, đắt 2,1 triệu tồn. Chưa xài nha, mới nha. Hàng này hàng đắt 2,1 triệu nha anh em, quay thái 110 nha. Vỏ đầu này 3,3 triệu nha anh em. Giờ vỏ đầu mới, bây giờ cái vỏ đầu mới bây giờ anh em đi mua nó cũng hết hàng sản xuất rồi, nó ngưng sản xuất rồi anh em. Vỏ đầu mới giờ cũng bỏ mã luôn rồi. Này tồn 3,3 triệu, bán giùm mỏng thôi, kiếm chút cà phê. Rồi tiếp theo em còn được một bộ ba nắp quay thái 100 đời 98, tồn kho chưa xài, mới 100%. Nó có bị trong quá trình vận chuyển nó có bị chạy xước nhẹ nha anh em, thì chỗ chày nào thì em sẽ báo với anh em luôn, nhưng mà nó không có đáng kể, nói chung còn đẹp dữ lắm, đẹp 99% á.
quay Thái 100, xài chung với rim lùng 98, hàng tồn kho mới chưa xài. Hàng này tồn ráp xe luôn nha anh em. Nè. Ừ. Vàng khè hết trơn luôn nè, anh em coi. À. Ừ. Đầu tiên là cái mang cá nha anh em. Cái mang cá với lại nắp nồi này nó xài chung với quay Thái 110 được luôn nha anh em. Đó. Tồn kho chưa xài. Đó. Cam kết với anh em nếu phát hiện hàng sơn lại hàng gì một em đền 10 cho anh em. Đó, như nó có một số điểm chạy do vận chuyển như đây nè, đó, nó không có đáng kể nha anh em nha. Đây nè. Đó. Đó, nó không có đáng kể nha anh em. Anh em thấy nước sơn ta đẹp không? Ừ. Đây. Tồn kho mới 100% chưa xài nha, KLV 1A nha. Ừ. Xài chung xài được cho quay Alpha lốc đen nha, cái nắp mang cá này nha, nắp nồi này xài được cho quay Thái 110 Alpha lốc đen xài được luôn nha. Rim lùng 98 là vô nguyên bộ này, e-pin luôn nha anh em. Quay Thái 100 đời 98 vô luôn. Đó. Tới tiếp theo là cái nắp lửa. Nắp lửa này anh em lưu ý là lửa 2 cuộn nha, không phải lửa 6 cuộn nha anh em. Nắp lửa quay Thái 100 đời 98, hàng tồn kho mới chưa xài. Ừ, hàng này là hàng mới 100%, nhưng trong quá trình vận chuyển nó có măng măng á. Đó, chỗ nào em sẽ chỉ cho anh em. Nè, mực hãng vẫn còn luôn nè, thấy không? Ừ. Bữa nay em bắt lại giá bộ này giá rẻ cho anh em luôn nha. Anh em nào có nhu cầu thì mình alo em nha. Số điện thoại em 0865890158 nha anh em. THM KLV 1 nè. Đó, tồn kho nha, chưa xài mới 100% nha anh em. Chưa muối chưa gì luôn nha. Ừ. Chưa hề có một dấu cậu gon cậu gì nha anh em. Anh em phát hiện hàng sơn lại một em tặng 10 cho anh em. Cái nắp lửa này là đẹp không lỗi lầm luôn nha anh em nha. Ừ. Đẹp tuyệt đối nha. Rồi đây là cái nắp nồi. Nắp nồi cái mã này là nó xài chung với lại thằng quay Thái 110, nắp nồi cực kỳ nặng. Nắp nồi là đẹp không lỗi. Chỉ duy nhất nó bị mang cá nó chút xíu thôi. Nè, mực hãng quẹt vẫn còn luôn nè, thấy không? Đó. Tồn kho chưa xài mà hàng ráp xe hồi xưa tới giờ. Đó. Sơn xi zin không qua dặm tốt. Đó. Đây. Anh em nhìn là biết đồ tồn hay đồ mới liền à. Đồ mới nào được cái chất nhôm này anh em. Nè. KLVA THM 4. Đó, xài chung với quay Thái 110 luôn nha. Mã này xài chung quay Thái 110 luôn nha anh em. KLVA THM 4. Đó. Nè. NTN sa băng nè anh em thấy không? Cái chỗ đạn rế của cái cốt số nè. Đó. Tồn kho chưa xài nha. Ừ. Rồi bộ ba nắp này em bán anh em giá 2 triệu. Anh em nào xài thì hú em. Đó. Bộ ba nắp này em bán anh em giá 2 triệu. Đó. Và khi anh em nào mua em sẽ tặng cho anh em một cái nắp chụp nồi quay Thái 110. Ba lỗ, nắp chụp ba lỗ này luôn, zin chính hãng không ra Thái Lan mới. 2 triệu. Mua chuyển khoản đủ, không ship code. Đó, anh em lưu ý ha. Em bán bộ nắp quay Thái 100 đời 98 tồn kho mới chưa xài. Trên nắp mang cá có bị chạy 2 điểm. Đó, 3 điểm, với điểm trên này nhỏ xíu xíu à. Nó không có đáng kể. Thì em bán cho anh em giá 2 triệu. Giá này là nói chung là giá xả. Đó, cho nên anh em đừng có trả giá. Và khi anh em mua em sẽ tặng cho anh em một cái nắp chụp nồi, nắp ba lỗ quay Thái 110, hàng zin chính hãng không ra Thái Lan. Rồi, video của em tới đây xin kết thúc. Giá em đã báo chi tiết. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ qua em nha. Chào anh em.